Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Antia Studio. Trên tay mình đây lúc này là hai chiếc vòng tay đến từ hai hãng khác nhau, trong đó có một em đến từ hãng Xiaomi Mi Band 3 và một em đến từ Xiaomi với cái tên gọi là Xiaomi M3C. Bây giờ thì mình đố các bạn phân biệt được em nào là Mi Band 3 đấy. Rất khó phải không ạ? Chỉ nhìn từ bề ngoài thì thật không dễ để phân biệt. Lần đầu mình trông thấy em Xiaomi M3C này, nghĩ ngay là sao nó lại giống Mi Band 3 đến vậy? Fake à? Ấy vậy mà giá còn cao hơn nữa chứ. Sau khi mình soi kỹ hơn thì hai em này cũng có một chút sự khác biệt từ bề ngoài cho đến các tính năng. Và ngay bây giờ thì hãy cùng mình bóc phốt em Mi Band 3 fake này ngay nhá. Trước tiên sẽ nói từ ngoài vào trong, hai cái hộp vỏ khá là khác nhau. Vỏ hộp của M3C được thiết kế bằng lớp bìa cắt tông. Ở ngoài sẽ in đầy đủ thông tin về tên sản phẩm, mục đích dùng, hình ảnh mẫu mã sản phẩm và một vài tính năng nổi bật. Bên trong bộ sản phẩm thì bao gồm một sạc, một quyển sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Trung được đặt cố định trong một khay nhựa. Ok, đến em nhân vật chính này. Trong khi Mi Band 3 sở hữu màn hình cảm ứng OLED 0.78 inch thì M3C có một màn hình màu LCD 0.96 inch lớn hơn một chút. Cuối màn hình có chấu kết nối tiếp xúc với củ sạc. Dây đeo của M3C được thiết kế bằng hợp chất silicone có khả năng tháo rời giúp người dùng có thể thay dây một cách dễ dàng. Dây nhỏ với nấc vừa có tác dụng thoát mồ hôi, tạo cảm giác thoáng và nhẹ tay khi đeo, vừa có tác dụng điều chỉnh mọi kích cỡ cổ tay cho vừa vặn. Mặt sau của vòng được trang bị cảm biến, cho phép bạn đo nhịp tim, đo huyết áp và lượng oxy trong máu. Các bạn chỉ việc chọn đúng chế độ và bấm giữ phím home trong 2 giây thì M3C sẽ bắt đầu cho kết quả đo và cho kết quả trong khoảng 1 phút. Nói về độ chính xác thì nó dừng ở mức chấp nhận được, không quá sai số. Mình đánh giá nó là chính xác khoảng 85%. Ngoài các tính năng hỗ trợ sức khỏe thì nó cũng hỗ trợ theo dõi các hoạt động hàng ngày như là đếm bước chân, tính lượng calo tiêu thụ và theo dõi quãng đường đã đi. Về phần kết nối thì không hề thua kém gì em Mi Band 3 khi mà M3C cũng có cho riêng mình một ứng dụng để kết nối với điện thoại. Ứng dụng có tên là Lifan Health. Nó tương thích với Android 4.0 hoặc là iOS 7.0 trở lên. Các bạn có thể lên CH Play hay là App Store thì đều có ứng dụng này nhé. Việc kết nối cũng đơn giản thôi, các bạn chỉ cần bật Bluetooth rồi sờ tìm vòng tay là nó ra ngay. Tất cả các chỉ số sức khỏe của bạn sẽ đều được lưu trữ hết trong ứng dụng Lifan Health này. Ngoài ra thì tương tự như Band 3, nó cũng cho phép hiển thị thông báo cuộc gọi, tin nhắn, Facebook cũng có luôn. Nhưng lưu ý là M3C lại chỉ hỗ trợ tiếng Anh mà thôi, nên nếu mà thông báo của bạn mà có tiếng Việt thì nó sẽ bị lỗi phông. Vấn đề này thì chắc chỉ có mấy bạn hay viết tin côn là vui. Ở trong cái ứng dụng này thì cũng có một số tính năng hay ho như là search device. Nếu mà các bạn chẳng may không nhớ là mình đã để quên chiếc vòng ở đâu thì chỉ việc nhấn tìm, sau một hồi thì M3C sẽ rung mạnh, nhưng mà nó chỉ rung thôi chứ không đổ chuông. Bạn nào mà để lạc đâu xa là thôi chịu rồi. Bên cạnh đó thì nó cũng cho phép bạn cài đặt báo thức. Bạn phải đeo vòng tay trong lúc ngủ, đến giờ là nó sẽ rung mạnh. Phải đeo vào tay nhá, ai ngủ sai là đặt báo thức cũng vô ích thôi vì nó đâu có rung chuông. Còn một tính năng nữa mà các bạn cũng rất hay hỏi ở phần dưới bình luận, đó chính là khả năng chống nước. Trong khi Mi Band 3 kháng nước chuẩn 5 ATM, tức là có thể ngâm nước ở độ sâu tối đa 50m, thì Xiaomi M3C yếu thế hơn hẳn khi chỉ được trang bị kháng nước chuẩn IP68, tức là độ sâu 1m. Về dung lượng pin thì M3C cho thời gian chờ lên đến 30 ngày, thời gian sử dụng liên tục là 5 đến 10 ngày, tùy thuộc vào cách sử dụng của bạn. Nếu không kết nối với điện thoại thì nó sẽ đỡ hao pin hơn. Nhìn chung về độ hoàn thiện thì Xiaomi M3C cũng không kém cạnh gì Mi Band 3 cho lắm. Cái hơn hẳn của Band 3 là nó có hỗ trợ tiếng Việt, còn M3C thì không. Được cái M3C có thêm một màu sắc là màu xám cho các bạn lựa chọn khi Band 3 chỉ có 3 màu. Hiện Mi Band 3 có giá khoảng 760.000 đồng, trong khi M3C đắt hơn hẳn với giá là 900.000 đồng. Cả hai chiếc vòng tay này đều được bày bán tại showroom của An Tiến. Mình sẽ để link sản phẩm dưới phần mô tả cho bạn nào có nhu cầu đặt hàng từ xa nhé. Và nếu có thắc mắc gì về sản phẩm, hãy bình luận ở bên dưới, chúng mình sẽ giải đáp ngay khi có thể. Và đừng quên để lại một like cũng như là một subscribe để ủng hộ cho kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.